chào mọi người. Tôi tên là Đặng Thị Minh Nguyệt, đến từ thành phố Kyoto, Nhật Bản. Công việc hiện tại của tôi là kinh doanh du lịch và nhiếp ảnh. Tôi đến với chương trình với mong muốn được tham gia học hỏi. Số báo danh của tôi là 20. Mọi người hãy cổ vũ cho tôi nhé.